Vào mùa xuân, đặc biệt tiết Thanh Minh, khi dòng sông Lam nhuốm màu phù sa, những đàn cá mòi bụng căng tròn trứng từ biển khơi lại ngược cửa biển lên thượng nguồn sông Lam sinh sản. Người dân làng chài ven sông Lam vào mùa săn cá mòi. Thịt cá mòi lành, ăn rất thơm, bùi và béo ngọt. Cá mòi có thể chế biến được nhiều món ăn ngon và hấp dẫn như chả cá mòi hấp dưa, cá mòi chiên giòn. Món nào cũng ngon và dân dã như chính cuộc sống của người dân làng chài. Cá mòi là loài cá lưỡng cư, sống ở biển nhưng đến mùa sinh sản lại đẻ trứng ở sông nước ngọt. Cá có đầu tròn, thuộc họ cá trích, thân dài, chiều ngang hình bầu dục, lưng có màu hơi xanh hoặc nâu, bụng màu bạc. Cá mòi có thể chế biến theo nhiều cách như rán, nướng, chấm với nước mắm hạt tiêu, ớt cay, tương và gừng. Cá mòi cũng có thể trộn thịt ba chỉ băm viên kho, nấu với su hào, chuối xanh hoặc ăn kèm rau húng. Món ăn này vừa lạ miệng lại vừa rất tốt vào những ngày lạnh, có tác dụng làm ấm người. Với những người dân làng chài, thích nhất là vào mùa cá mòi. Sau mỗi chuyến đánh bắt, họ nhặt những con cá mòi còn tươi rói, lên thuyền ngồi nướng ăn luôn. Cá mòi nướng chín, ăn kèm với lập sung, lá mùi tàu, húng quế hoặc lá xoài non, cho vị ngon khiến bao người phải mê ly bởi sự hòa quyện giữa mùi thơm lừng, vị ngọt bùi, béo ngậy của cá nướng. Vào mùa cá mòi này là nói chung bước tháng khoảng cỡ đầu tháng 2 là cá ăn ngon, mà con nó to rồi, nói chung là cái cách thức muốn ăn cho ngon hẳn á, là mình phải toàn những con to to rồi con có trứng rồi bắt đầu nượng lên đây là nói chung là chấm cũng được hoặc là nước mắm cũng được, rồi kẹp hay là trúng ăn cực kỳ ngon luôn, rồi ăn thơm, rồi nói chung ăn có cái mùi vị ăn béo nữa, ăn bùi nghe ngon lắm. Mà chúng bê tối ăn là cực nghiền luôn, bê tối ăn thuộc đấy. Để có món cá mòi nướng ngon, sau khi đánh bắt về, người dân làng chài thường lựa những con cá mòi tươi xanh, có trứng, thịt dày, rửa sạch. Cá mòi chỉ ăn rong rêu nên ruột rất sạch. Chỉ cần mổ bụng và lấy mề ra, dùng củi hoặc than hoa để nướng cá. Cho lửa đỏ liu riu, bắc chảo mỏng lên. Với người dân làng chài Thanh Giang, họ dùng chiếc vung nồi mỏng cho cá lên trên để nướng. Khi nướng, phải chở đều tay để cá không bị cháy mà chín đều. Thưởng thức cá mòi nướng, phải để nguyên con, đưa lên miệng cắn ngang, nhai giòn rụm. Vị béo ngọt của trứng, của cá và mùi thơm của rau hòa quyện trong những câu chuyện sông nước để quên đi cái mệt mỏi thường nhật. Khi đi làm về chúng tôi tròn những con cá tươi ngon, rồi là mổ sạch sẽ, rửa sạch, rồi là cho rạo giống cho lên vung nướng cho kỳ, cho lửa nhỏ, cho nướng khô, rồi trở liên tục, trở cho khô xong, rồi là khi khô được chín thịt xong gấp ra. Thế là trước khi làm được, mình làm một bát nước chấm mắm tỏi ớt cay cho thơm, thế là kiếm lộc sung chậm kẹp theo về cá ăn có mùi thơm bùi ngon. Vào mùa cá mòi,
Người dân ở làng chài thường mua cá mòi về để nấu với dưa, ướp để làm mắm. Món ăn từ cá mòi được nhiều người dân ở đây ưa thích nhất là làm chả cá mòi. Cách làm cũng hết sức đơn giản. Nguyên liệu làm chả cá mòi, thịt ba chỉ cùng các gia vị đi kèm như lộc chanh, lá mùi tàu, hành tăm, ớt cay, mì chính, bột súp, hạt tiêu và dầu ăn. Cá mòi sau khi mua về rửa sạch, làm sạch ruột, cắt bỏ đầu, thái nhỏ. Thịt ba chỉ thái lát mỏng, hành tăm đập dập, mùi tàu, lộc chanh thái chỉ, băm nhỏ cá và thịt ba chỉ, trộn đều gia vị băm lại cho thật nhuyễn, nêm mì chính, bột súp cho vừa ăn. Ngày nay, để đỡ mất thời gian, nhiều người sau khi trộn đều gia vị cho vào máy xay, nhưng theo kinh nghiệm của người dân làm chả cá mòi, băm cho thật nhuyễn ngon hơn là xay nhỏ bằng máy. Sau khi băm nhuyễn, nêm nếm lại gia vị cho hợp khẩu vị các thành viên trong gia đình. Rồi vắt thành những viên chả nhỏ, sau đó cho dầu vào chảo đun sôi, cho nhỏ lửa, thả viên chả cá vào rán cho chín đều. Cho chả ra đĩa, ăn cùng với tương ớt, rất bùi và thơm ngon. Muốn có một cái món chả cá mòi ngon là trước hết mình phải chọn cái nguyên liệu tươi rồi là cho đều con để mình chế biến một cái món cho nó ngon, rồi là cái nguyên liệu là cá mòi nè, rồi là một ít chả tùy theo cái lượng của gia đình mình ăn, là một ít chả rồi cộng thêm đó là các cái gia vị là lộc, là hành tắm này, rồi mùi tàu này, lộc chanh này, ớt cay, trong lúc mình băm là mình băm vào trong đó cho nó nhuyễn hết toàn bộ. Rồi sau đó là mình đem ra là mình chiên lên. Chiên lên rồi là sau đó là nói tóm lại là mình ăn là với cái khẩu vị của mình là mình ứng ăn cay thì mình thêm cái ớt vào. Còn nếu như mình mà không ứng ăn cay là mình ăn, bởi vì trong nhà mình là đang còn có cháu nhỏ rồi có ba già thì mình phải là bớt cay lại. Còn tất cả mọi cái nguyên liệu thì như tôi đã trao đổi đó, là tất cả mọi cái đó là sấy thì nó có thể là không ngon bằng mình băm. Mình băm thì mình mất công đi một tí nhưng mà là nó ngon hơn. Cá mòi là loại cá lưỡng cư, sinh sống ở biển nhưng đến mùa sinh sản lại đẻ trứng ở sông nước ngọt. Cá mòi ngon nhất là vào tiết thanh minh, có nhiều nhất vào tháng 2, tháng 3 âm lịch. Những người yêu thích cá mòi nên ghi nhớ khoảng thời gian này để được thưởng thức các món ăn từ cá mòi ngon đúng vị. Cá mòi là loài cá nhỏ, nhiều tinh dầu, không chỉ ngon mà còn là nguồn cung cấp chất béo omega 3, vitamin B cho cơ thể, đặc biệt cho sự phát triển trí não và thần kinh. Vào mùa cá mòi, chúng ta nên sử dụng chúng thường xuyên hơn cho các bữa ăn của gia đình. Vào đúng vụ cá mòi ở sông Lam, người dân làng chài nhộn nhịp săn cá mòi. Cá mòi mắc lưới dày như trấu. Mỗi đêm có những thuyền đánh bắt được hàng chục yến cá mòi. Tờ mờ sáng, người buôn cá đứng đầy trên bến sông, thu mua rồi tỏa đi khắp chốn cùng quê. Mấy người mang chốc lại một món anh rồi này. Tuy nhiên, cá mòi là loài lưỡng cư nên chỉ cần gỡ ra khỏi lưới sẽ chết chứ không sống lâu được như các loài cá khác. Con
Vì vậy, khi chọn mua cá mòi, người nội trợ cần chú ý xem mắt cá còn trong và đen nữa không. Sờ vào con cá thấy cứng là cá không bị ướp lạnh hay cấp đông. Vạch mang cá ra thấy còn đỏ tức là cá đang tươi. Quấy rồi, nó thở đo ráng rồi nữa. Để những món ngon từ cá mòi không mang mùi tanh khi chế biến, người nội trợ thường rã nhỏ một ít gừng cho vào trong món ăn, khi sơ chế dùng rượu để ướp qua cá. Với người dân xứ Nghệ, dùng nước chè xanh để rửa cá hoặc kho cùng với cá khi ăn, không còn mùi tanh, lại mang chút hương vị thơm bùi, ngấn đắng của chè xanh rất thú vị. Cái này mà nó lôi lôi mà quẹp. Còn cái cách mà cách bảo quản hẳn để cho tưới ngon á là ví dụ mà làm hay được nhiều, anh bị tối làm một cái thùng sọt to rồi là bỏ đá vào trong á, bỏ đá vào trong thật nhiều rồi bắt đầu làm được mẻ nào là cứ bỏ vào trong cái thùng đá đó. Bỏ vào trong cái thùng đá đó là ợp bên lại nó cho tưới ngon, rồi sáng mai là lên chờ bạn. Mà còn những người mà họ không bán thùng đá thì họ có nhà, họ có tủ lạnh nhá. Họ bỏ vào trong tủ lạnh, bỏ vào trong cái tủ lạnh thật nhiều rồi là sợ mãi rồi là có bốn nơi khác họ đến họ nhập họ mua. Họ mua hoặc là mình có một số thì mình đưa lên chờ mình bán thôi. Nói chung hẳn nhiều là chủ yếu đầu tháng 2. Đầu tháng 2 là cực nhiều lắm. Nói chung một lạt lưỡi như mấy tối thả là cái lưỡi moi là nói chung 3 cân, 4 cân cũng có, 2 cân cũng có. Rất nhiều cái nói chung một ngày là cũng có nhà là được khoảng vài bảy. Cá mòi ngon nhất là vào đúng mùa đẻ trứng. Người sành ăn cá mòi thường chú ý mua cá vào dịp đầu xuân, tiết trời thanh minh, trời ấm áp hơn. Khi nắng xuân dần dần nhường chỗ cho những tia nắng rực rỡ mùa hè, khi những dòng sông nhuốm màu phù sa, cũng là lúc hàng đàn cá mòi bụng căng tràn trứng từ biển khơi theo các cửa sông tìm về thượng nguồn để sinh sản. Đây là thời điểm cá mòi nhiều và ngon nhất. Người dân ven sông Lam vẫn quen gọi là lộc biển hay món quà đặc biệt mà biển khơi dành tặng cho ngư dân làng chài bên sông Lam thờ mộng. Cá mòi không chỉ là một món ăn ngon được nhiều người ưa thích mà còn là món ăn đậm đà hương vị của quê hương. Ai xa quê đến ngày xuân lại mong ngóng tìm về để được thưởng thức hương vị đặc trưng của một vùng quê xứ Nghệ bên dòng sông hiền hòa, thơ mộng.